Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 15 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, Sở Y tế tỉnh Điện Biên vừa phát đi thông báo về việc hoàn trả lại số tiền do thu sai dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 để xác định COVID-19 trên địa bàn. Tổng số tiền các đơn vị này thu chênh lệch là hơn 360 triệu đồng, trong đó Trung tâm Y tế Tuần giáo hơn 253 triệu đồng, thị xã Mường Lay hơn 107 triệu đồng. Hiện nay, các đơn vị liên quan đã lập danh sách hơn 3.000 trường hợp sử dụng dịch vụ trong khoảng thời gian từ ngày 24 đến 29 tháng 7 năm 2021, thời điểm xác định thu sai giá, với mức hoàn trả từ 103.000 đến 138.000 đồng một trường hợp, tùy thuộc vào từng thời điểm xét nghiệm, đồng thời ra thông báo khẩn tìm các cá nhân tổ chức liên quan để đến nhận hoàn trả số tiền chênh lệch. Thời gian thực hiện chi trả từ ngày 19 tháng 7 đến 30 tháng 8 năm 2022. Để xác định đúng đối tượng, các trường hợp sẽ phải mang theo căn cước công dân và kết quả xét nghiệm đã được cấp tại thời điểm đó. Nếu sau khoảng thời gian nêu trên, số tiền không hoàn trả sẽ được xử lý theo quy định. Quý vị, bắt đầu từ ngày 25 tháng 7 và kéo dài đến ngày 25 tháng 8, Công an thành phố Hà Nội mở cao điểm 30 ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip cho những công dân đủ điều kiện còn lại trên toàn thành phố. Theo đó, bắt đầu từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 25 tháng 8, tại trụ sở công an xã, phường, thị trấn triển khai 3 ca cấp căn cước công dân gắn chip trên ngày từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Đảm bảo tận dụng tối đa thời gian sử dụng toàn bộ các thiết bị thu nhận, Công an thành phố giao nhiệm vụ cho trưởng công an các quận, huyện, thị xã chỉ đạo công an cấp xã tổ chức rà soát lại toàn bộ số nhân khẩu trong diện cấp nhưng chưa được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip trên địa bàn, bao gồm các nhân khẩu đăng ký thường trú, nhân khẩu tạm trú và nhân khẩu hiện đang cư trú không đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú trên địa bàn thành phố, xây dựng phương án tổ chức thu nhận hồ sơ căn cước công dân gắn chip cụ thể, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn. Riêng đối với các trường hợp nhân khẩu có nơi đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố khác, khi thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip phải có đăng ký tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giảm 50% phí hạ tầng cảng biển với hàng chở bằng đường thủy, áp dụng mức thu như nhau với hàng hóa xuất nhập khẩu mở tờ khai tại Thành phố Hồ Chí Minh và ngoài thành phố, thấp nhất là 15.000 đồng mỗi tấn hàng lỏng, hàng rời, cao nhất là 500.000 đồng một container 40 feet. Mức điều chỉnh này vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua và áp dụng từ 1 tháng 8. Sau 3 tháng thực hiện, doanh nghiệp và các hiệp hội đã có sự đồng thuận về phí hạ tầng cảng biển. Tuy phí hạ tầng cảng biển chỉ chiếm từ 15 đến 16% tổng nhu cầu vốn, nhưng theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, việc giảm thu đồng nghĩa mỗi năm thành phố sẽ giảm khoảng 800 tỷ đồng. Kế hoạch mở rộng các tuyến đường xung quanh cảng biển cũng sẽ phải điều chỉnh lại. Trước mắt thành phố sẽ dồn nguồn lực để hoàn thiện đường kết nối vành đai 2, mở rộng đường xung quanh cảng Cát Lái như vòng xoay Mỹ Thủy, đường Đồng Văn Cống, Nguyễn Duy Trinh để giảm áp lực giao thông và hỗ trợ giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 7, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận có báo cáo về việc kết thúc thông tin tìm kiếm cứu nạn tàu cá BTH-97478TS bị nạn cùng với 15 thuyền viên cách đây 5 ngày. Đến 13 giờ 30 phút ngày 24 tháng 7, đoàn công tác của Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đưa 5 lao động về đến thành phố Phan Thiết an toàn, bàn giao cho địa phương và gia đình để tiếp tục theo dõi và chăm sóc sức khỏe. Trước đó, trong tối ngày 21 tháng 7, 4 ngư dân được cứu trên chiếc thúng thứ nhất cũng đã được bàn giao cho gia đình an toàn. Như vậy, trong vụ tàu cá Bình Thuận gặp nạn, có 9 ngư dân được cứu về với gia đình. 6 người còn lại, thi thể vẫn còn nằm lại dưới biển. Sau một tuần lao dốc, giá vàng trong nước bắt đầu phục hồi. Giá vàng miếng SJC trong nước xoay quanh mức 66 triệu đồng một lượng, cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16 triệu đồng một lượng. Mở cửa phiên giao dịch ngày 25 tháng 7, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết ở mức 64,5 đến 66 triệu đồng một lượng.
mức giá này tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 400.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức 64,7 đến 66,2 triệu đồng một lượng. Mức giá này giữ nguyên ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với hôm qua. Nhẫn tròn trơn niêm yết ở mức 51,95 đến 52,75 triệu đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng so với phiên giao dịch trước đó. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 7, ông Sergei Klan, cố vấn lãnh đạo vùng Kherson cho biết Ukraine sẽ giải phóng Kherson, khu vực chiến lược phía Nam trước tháng 9 năm nay. Kherson là vùng lãnh thổ phía Nam của Ukraine, giáp bán đảo Crimea. Đây cũng là khu vực quan trọng đối với ngành nông nghiệp của Ukraine. Các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát toàn bộ Kherson từ giữa tháng 3. Đây là thành phố lớn đầu tiên của Ukraine thất thủ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng. Tuy nhiên, quân đội Ukraine với các vũ khí tầm xa do phương Tây viện trợ đã liên tục tiến hành các cuộc phản công ở Kherson trong những tuần gần đây. Quân đội Ukraine trước đó cho biết đã tập kích cầu Daivsky bắc qua sông Inguleš, cây cầu được quân đội Nga sử dụng để tiếp viện và đóng vai trò quan trọng đối với mạng lưới hậu cần quân sự của Nga trong khu vực. Đám cháy rừng ở khu vực phía tây vườn quốc gia Yosemite, bang California, nước Mỹ đã lan rộng trong đêm, nhanh chóng trở thành một trong những đám cháy lớn nhất trong năm. Lực lượng cứu hỏa Mỹ ngày 24 tháng 7 đã triển khai nhân viên cùng các máy bay chữa cháy, xe ủi đất nhằm khống chế đám cháy. Tính đến ngày 24 tháng 7, đám cháy Âu đã thiêu hủy 5.780 ha rừng, tương đương hơn 50% diện tích thủ đô Paris của Pháp. Hơn 3.000 người đã phải sơ tán bắt buộc, trong khi hơn 2.000 người được khuyến cáo đề phòng hỏa hoạn. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao và hạn hán trong hai thập niên qua đã khiến California dễ bị cháy rừng tấn công hơn bao giờ hết. Hôm nay, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục phát cảnh báo màu cam về nhiệt độ cao trong bối cảnh các đợt nắng nóng diễn ra tại nhiều khu vực rộng lớn của nước này. Dự báo trong ngày 24 tháng 7, hàng chục tỉnh của Trung Quốc có thể ghi nhận nhiệt độ trên 35 độ C. Đáng chú ý, nền nhiệt tại một số khu vực ở Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây và Tân Cương có thể lên đến 40 độ C. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời trong thời điểm nắng nóng và những người phải làm việc ngoài trời cần có thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Thời tiết nắng nóng đã kéo dài hơn một tháng qua tại Trung Quốc. Các chuyên gia theo dõi thời tiết Trung Quốc mô tả đây là đợt nắng nóng khắc nghiệt, dai dẳng, rộng khắp nhiều địa phương. Mạng lưới điện quốc gia tăng công suất lên mức kỷ lục để đáp ứng nhu cầu sử dụng điều hòa không khí tăng mạnh của người dân. Thưa quý vị, chính quyền Bahamas cho biết ít nhất 17 người di cư Haiti đã thiệt mạng và nhiều người khác bị mất tích trong vụ lật thuyền xảy ra ở khu vực ngoài khơi của đảo Bahamas trong bối cảnh gia tăng làn sóng di cư bằng đường biển tới Mỹ. Theo các nhà chức trách địa phương, vụ tai nạn xảy ra cách đảo Providence khoảng 11 km. Tại thời điểm chiếc thuyền gặp nạn, có thể có tới 60 người di cư, đều là người Haiti đang ở trên khoang thuyền. Vì vậy, vẫn còn nhiều người được cho là đã mất tích sau vụ lật thuyền này. Hai đối tượng liên quan đã bị bắt giữ vì nghi ngờ hoạt động buôn người. Quần đảo Bahamas là tuyến trung chuyển thường xuyên của những người di cư Haiti tìm cách vào Mỹ. Những chuyến vượt biển nguy hiểm bằng các phương tiện không an toàn ngày càng trở nên phổ biến trong năm qua khi có nhiều người Haiti tìm cách thoát khỏi nghèo đói và tình trạng bạo lực băng đảng ở nước này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 15 giờ ngày hôm nay của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.